Thưa quý vị, đến 13 giờ chiều nay, bão số 5 chỉ còn cách đất liền nước ta khoảng 400 km về phía đông và cường độ bão đang ở mức cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, cường độ bão giảm còn cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109 đến 114 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió xoáy mạnh từ cấp 8 tới cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, sau tăng lên cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét khiến cho biển động dữ dội. Từ đêm nay mùng 10 tháng 9, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gồm các huyện đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ, có gió mạnh dần lên mức từ cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét khiến cho biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật từ cấp 7 tới cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét khiến cho biển động. Trên đất liền, dưới tác động của hoàn lưu bão số 5, từ đêm nay ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi đã bắt đầu có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày mai 11 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng sẽ phổ biến trong khoảng từ 200 đến 300mm một đợt. Khu vực ở Quảng Nam đến Quảng Ngãi phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm một đợt. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Bình trở ra tới Thanh Hóa sẽ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 200mm một đợt. Riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi lượng mưa trên 250mm. Tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa xuất hiện vào chiều và tối, kéo dài qua đêm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Nam Bộ từ 31 tới 33 độ, còn tại Tây Nguyên nhiệt độ từ 28 tới 30 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.